Hello, chào anh em nha, đây là shop ác của mình, shopcậuvàng.com. Ở trên shop có rất nhiều loại ác, anh em có thể tha hồ lựa chọn, giá rẻ, uy tín, chất lượng và đầy ác ngon nha anh em. Ngoài ra, shop còn có vòng quay tối thượng, nếu nhân phẩm anh em cao, may mắn có thể quay ra được lên tới 1.000 GP. Và đặc biệt, shop sẽ hoàn tiền 100% cho anh em nếu như ác bị lỗi và không vào được nha. Thụt tao ngán quá, ta nhìn thụt tao ngán quá trời luôn. Ui, hai đấm anh em, thằng bé mới chịu được hai đấm thôi. Đây thì game này nó sẽ khác với game set mọi hôm anh em xem nha. Game này là game set Dio. Vào game anh em sẽ thấy điều bất ngờ với cái mod skin này. Đó, anh em nhìn thấy không? Đây tôi lui ra chút mới học cái mod skin này là được cỡ 2 ngày. Thì con ác này nếu nó có mất thì thì xui. Nhưng mà trước khi mất thì Vàng vẫn sẽ cố gắng làm nốt cho anh em xem mấy tất cả những cái skin mà chúng ta có thể mốt được. Ok. Thì ba đây chúng ta ra xua xe lăn rồi. Hay nói khác là tập trước. Lần này thì tôi mang đến cho anh em đó là Dio. Trận này thì Vàng mang đến cho anh em set Dio. Team tôi thì vẫn nhìn thấy tôi là set bình thường, nhưng mà với tôi thì tôi đang là Dio. Tôi không biết đấy phải Dio hay là Jotaro nữa, nhưng mà anh hai này là đúng chất rồi này. Anh hai này không trượt đi đâu được. Ok, trở lên Doran đánh nhau với Akali luôn. Thì như Vàng đã nói rồi, những cái clip nào của Vàng mà đạt cỡ 5.000 lượt like và cỡ tầm một tuần mà ác của Vàng không bị sao thì Vàng sẽ làm cho anh em cái clip hướng dẫn để có ra xua xe lăn và set Dio nha. Bây giờ có mấy cái khá là ây da, anh hai căng quá. Chỗ này anh em mình phải tờ, tí nữa tôi sẽ đôi mang đúng chất đấm Akali không trượt phát nào. Đầu game chúng ta phải chấp nhận thôi, chưa có đồ. Đúng cái ngon liền đi. Xin đi. Nhắn với mị à. Ôi trời, mà bắn vàng đau quá. Phà đấy nó mà mất flash rồi anh em, phà đấy mất flash rồi. Sết chốt chốt. 2 Sết 1 chốt 2. Đau rồi. Trời ơi, chấp cung biến vẻ luôn anh em, đúng là Dio khác, đúng biết đây Dio hay Jotaro. Đây, trả lấy được 2 mạng, trả lấy được 2 mạng rồi. Thằng này là Dio đúng không? Nhìn nó biến này nhìn nữa. Tôi thấy mẹ không? Ok. Cái pha đấy thì Dio bị một pha đánh bất ngờ quá nên là chắc chắn là phải nằm rồi. Và đây cũng là cách biến về nhanh. Thế là phải farm lính chuẩn hơn để giống Dio. Cắm mây chảy. Không biết là kia nó lên được 450, nó mua được cái gì ta. Câu cái quỳ đâu ấy. Nhắn nè bạn ơi, mình là Dio. Nó ăn cái mạng kia tự nhiên tôi được ăn thêm vàng. Đôi khi sắp ra cũng có lý do của nó đấy. Thôi xong. Cảm giác trang phục này á anh em. Con xem tôi lực hơn thì phải. Không biết anh em xem đây đúng không? Tôi đấy em xem tôi hơi lực nha. Ở đâu nhầm, Dio chứ. Tôi sẽ đổi hai cái lớp trụ của nó cho cái pha đi ganh của nó nha. Nó vẫn ở dưới bốt. 1, 2, 1, 2, 1. À, con Akali nó phải ăn được 4 mạng anh em. Mạng sắt đao thằng rắc 300 ạ. Tự nhiên xuống bốt ăn được 2 mạng. Xong rồi mạng sắt đao nữa. Kèo khó quá. Và không được nói 1 2 mà bà phải nói muda á. Và nghĩ edit của bà sẽ ghép vào thôi, anh em cứ yên tâm. Chắc chắn rồi, không phải là 1 2 đâu.
ý anh em là như này á, mu da mu da nghe thiểu năng mấy. À đâu nhầm mu da chứ, mu da Akali đâu ta, Akali đâu ta, sẵn sàng chưa, ready 1 2 3. Ôi hụt rồi nhờ anh em à, sợ kìa anh em, sợ kìa, bằng cho mất cái trụ này luôn nha anh em, bằng cho cái trụ này bay màu luôn nha, má nó nghĩ bằng sợ trụ nhà nó đấy, nó nghĩ bằng sợ trụ nhà nó đấy. Ây à, ザワールド死ねー、マーメー、biết ai à, không biết con này không đi về, mày có biết mày chỉ xứng đáng, mày chỉ, ôi nó chạy kìa anh em, nó chạy kìa, ôi mẹ nó nghĩ nó chạy được đấy. Ôi nhiều, anh chỉ ngủ một tí thôi. Ok bằng quay trở lại đây rồi mọi người. Dio của vàng sau pha nằm vùng một chút thôi, nhưng mà chắc chắn Akali không thể nào đớm được vàng. Ô, nó bỏ luôn trụ phớt để đi xuống bốt á. Rồi Bụp Thank you anh em rất thông tin. Hello anh Tùng nhá. Thật là lực người. 1 2 1 2 1 2 1 2. Đi bè. Ây à cho đi o đấm ngay thôi được không bạn? Ây à, ôi bạn ơi, là do bạn không chơi đồ đấy bạn ạ. Ok, bốt vàng đã AFK rồi. Ok, nhắn hoài. Các bạn cứ nhắn hoài. Đây là Dio à, không phải Seth nha. Sức mạnh nó gấp đôi Seth luôn á. Muốn khỏe như Dio à. Phải nhớ cua. Nó lên, nó chơi hai anh tốt mà hai anh tốt không biết luôn. Rồi, hai thằng bị buộc luôn. Ôi dã man quá. À, mẹ sức mạnh gì vậy? Sức mạnh gì vậy? Alo. Alo con. Nhưng mà cái mạng nó ăn nó không bằng mạng bằng ăn nó chất hơn. Mạng nó ăn như kiểu là thấy cái pha vàng đấm ông pha play mà vàng đút đẹp tí thôi là vàng nớp hết luôn, à vàng ăn hết luôn, đấm nhiều phát thằng hai thằng năm luôn mà coi như pha vừa rồi hơi lỗ chút bởi vì ông thích chết, nhưng mà nếu nói đúng ra là hai đổi hai. Ờ ôi mất xe của Dio, mày phải trả bằng mạng đấy. Mày nghĩ mày chạy được Dio à? Mày nghĩ mày chạy Dio không? Xe. Oh,
không có mát. Nó nhìn thấy bạn không? Nó nhìn bạn không anh em? Chết rồi, nó nhìn thấy. Ừ, nó nhìn thấy. Nó đã nhìn thấy tôi. Và nó lại nhìn nhầm Dio. Mày không chạy được, mày không chạy được. Nếu bây giờ turn này mà mày đét là mày sai. Mày nên đi về đi dây à. Đi về đi. Em ơi, tôi nói thật, ông nên đi về đi. Dio này, mẹ mày, hai bàn tay dính quá nhiều máu rồi Dio. À, chết nhầm. Dây si. Ồ, dây về rồi. Hai phát tật anh em ạ, hai phát bay mẹ trụ. Dio khỏe vậy. Một cái thì tăng tốc nhanh, còn một cái thì nó tầm đấm xa. Nếu tôi nghĩ là tôi đang đánh Dio mà tôi cần một sự thô bạo, thay vì đấm xa tôi sẽ chọn chạy nhanh cho tìm bạn tốc biến. Anh em mình nhìn thấy phát đấm đấy không? Và nó đã làm cho tôi mất con xe. Phát đấm quá mạnh làm tôi không kiểm soát được. Để lát hit. Ok. Thụt. Thụt tao ngán quá. Tao nhìn thụt tao ngán quá trời luôn. Ui, hai đấm anh em. Thằng bé mới chịu được hai đấm thôi. Thật là một que củi khổ sở. Này. Ừ, đâm đó. Thực sự như tôi đã nói, do sức mạnh tôi quá khỏe và team bạn đã đầu hàng. Well done. Đi rồi.